Sao giờ em Uyane. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh của Vàng Phô Vlog. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem cái kỹ thuật trồng ngô ở trên vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng núi. Tập trung là vùng miền Bắc. Đây trên này trồng ngô thì có chị em thôi. Máu quê mẫu của em này đang bón phân vào hố đấy các bạn ạ. Ơi bộ hố thì cho 2 hàn thôi, nhưng mà cách nhà cũng khá là gần. Thì thủ công luôn đấy bạn nhé, thủ công luôn, dùng tay luôn đấy, tay bốc luôn, không phải dùng cái găng tay bảo vệ ra tay các kiểu đâu. Em mình nó thích đi lên đi lên đi lên vào đây đâu hay không năm năm sới bảo em này đang đắp cái chỗ mà hố mà mình vừa đào lên để cho hạt vào để gieo đó. Đấy. Các bạn xem video nó không đăng ký ủng hộ ăn phô nhá. Vàng Phô chuyên vlog. Nãy mình làm cái phần mình gieo hạt xong rồi, bây giờ mình tiện tranh thủ mình quay video cho các bạn xem. Thằng kia mình chỉ để 2 hạt thôi các bạn ạ. Vàng Phô vlog nhá. Thank you.
Được rồi. Sắp xong rồi. Các bác ơi, thật sự là thời tiết hôm nay rất là thuận lợi cho việc trồng ngô. Một bãi ruộng này toàn trồng ngô vậy, không có nước. Không có nước phải trồng ngô thôi. Không thì bây giờ trồng vụ xuân của lúa. Ăn uống nhập đấy, anh đi khúc bột thật mà, đi. Cái này tóng ra. Tiếp tóng ra. Cái tóng nắm khẽ bắt đi tới đâu. Khứ khỏi chút à? Đi đâu đấy, đi lấy, đi ra bên kia. Bón phân đây. Bón sắp xong rồi, cũng sắp đủ ngủ rồi đấy. Mấy cái gì thấy quẹo mắt thế nó. Vừa bảo gì đấy? Em ơi, chăm chỉ quá, có ý ứng không đây? Không phải là cái này, ứng chụp nhau. Thế nó thi yếu tố đến cái đó thi được món nữa nè. Hồi xin yếu tố tuổi thi yếu tố thi yếu tố thi yếu tố. Cố gắng. Sắp xong rồi. Các bạn ạ, ở trên quê đậu thủ công rồi đấy, em quê dùng tay bốc phân luôn. Nói một tí nhìn một tí. Rất chi là bẩn. Đây của tôi đây. Quá bẩn chỉ. Thủ công mà. Nó nhiều. Bây giờ ngày đẹp rồi nên ở đây ai cũng trồng ngô đó. Các bạn thấy không? Ngô đấy, cũng rất nhiều. Dưới này người ta lau hết rồi, bây giờ chỉ có cho hạt vào rồi thêm vào đất thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem và theo dõi kênh của mình nha. Do video của mình, không phải là do video mà là do thời gian của mình nó có rất là ít, cho nên là mình phải tận dụng tối đa thời gian để mình đi làm giúp bố mẹ. Cảm ơn tất cả mọi người. Ngày thằng tốt đúng là anh trồng ngô được thật đấy các bạn ạ. Trồng thủ công thôi. Ngày xưa là có hai đi là đi một cặp đi trồng cùng nhau, nhưng mà bây giờ thì lại tiến bộ hơn, tức là có người đào hố trước xong rồi gieo phân xong rồi cho hạt xong đấy, nó sẽ nhanh hơn.
các bạn nhớ xem video thành đăng ký kênh của anh Khôi nha. Thằng em này nó có anh lẻ hai khó phết đấy, không chỉ đấy. Quốc cả cả đây nhá. Ồ, to lên bà thi mà. Chịu khó đấy. Thế chả chịu khó à? Đây là nhà của tôi các bạn nhá, đây là nhà tôi đây. Tôi xin phép không dám review qua tại vì cũng ngại. Nhà sàn thôi. Thấy chưa, thấy chưa. Đứa đứa hai em bố. Nói chung là khá vất vả.